Lâm kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lâm trở lại quán cà phê dòng sông Tuổi Thơ này, Lâm câu tiếp tục với cả nhà. Đi cái bãi cũng từ sáng sớm tới giờ không có nên Lâm chạy vô đây luôn. Hôm nay Lâm vô đây câu với mấy anh em cô fan của Lâm nha. Rồi, ngày mới chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Chúc anh em cần thủ một ngày thật là nhiều cá nha. Em này ở dưới Tân Quyên lên đây luôn cả nhà. Em tên gì á? Em tên Lâu. Chào chú. Fan của Lâm hôm nay gặp tình cờ gặp, đó là cái duyên nha, có duyên mới gặp. Ngày hôm nay là chở ra đây câu cá gì em ơi, có nhớt rồi. Ở đây câu tại vì lúc này đập tràn nó xả nước dữ lắm cả nhà ơi. Hôm nay quay lại tìm vận may, hôm nay có may mắn à. Sáng được cục nhớt chưa kịp lên bờ nữa là đi luôn. Cá cô phi bự cái ghê thì cá đó từ đây tới chưa nó ăn tiếp đó. Quán cà phê này nếu mà vô sáng sớm là 30.000 một người nha cả nhà, còn vô chỉ trễ thì 20-10.000 cũng có luôn. Hôm nay anh em cần thủ cũng đông, tập trung cái bãi này đâu đông. Bên kia nữa. Rồi, để tránh Lâm mất thời gian thì Lâm mời cả nhà cùng theo dõi buổi đi câu của Lâm nha. Đi sao không? Vậy là có từ chỗ này là số rồi. Cá này chỉ chờ có nhiêu đó. Cái này coi.
Nãy sáng nhớ đầu tiên phải móc ngoài móc vô. Ôi con bé dính nó út nút luôn kìa. Quá đã, trứng không luôn á. Ôi. Quá đã mọi người ơi. Ừ, hai con. Có. Đó. Ấm rồi, có nhiều cái ấm rồi đó. Có mồi dài hả? Nước bắt đầu xả rồi nha anh em ơi, ngồi chút nữa coi thì chưa giờ cá chậm ăn quá. Đứng dây rồi. Đứng dây em rồi. Mấy tờ con? Đó, đó. Mấy tờ con? Còn hai cái là hai tờ để em biết ra thế nào. Ta biết ra thế nào, còn có hai lớp phố à, còn có hai chiều phố à. Trời nắng này nó chưa đi nữa. Trời chết luôn. Phố này sắp mưa nữa. Đi chơi. Càng cái gì? Càng, càng, càng. Từ từ em ơi, từ từ.
Dính nghĩ cái dướng luôn. Chị lại dướng cái gì nè ngoài dính cái chạch cái nhà ơi. Ơi nó dính là không hay luôn nè. Tài
dạ dạ ồ dai